Rồi mình đi một chút về cái lý thuyết ha. Rồi chủ đề bữa nay thì sẽ nói về anh NAT ha. NAT là viết tắt của chữ Network Address Translation. Thì khi mà các bạn gặp tới cái thuật ngữ này thì các bạn nhớ là cái này là nghĩa rằng người ta đang đề cập đến cho các bạn một cái cách. Thật sự cái kiểu này là ngày nào các bạn cũng đang dùng, các bạn hiện tại đang dùng nó luôn. Ví dụ như mình đang nói chuyện với các bạn như vậy, chắc chắn là mình cũng sẽ dùng anh NAT, anh Routing và anh NAT nó kết hợp với nhau. Thì chữ Network Address Translation này á, thì các bạn cứ nghĩ nó đơn giản, nó là cái kỹ thuật dùng để thay đổi, thay thế cái địa chỉ IP của cái mối tình nó kết nối lên. Thì đây là cách mà các cái nhà mạng hiện thời đang dùng cái mạng IP phiên bản 4 ha. Tại vì làm sao để cho nhiều cái máy tính ở trong cái môi trường mạng LAN nó có thể kết nối, làm sao để cho các cái máy tính trong cùng một cái môi trường mạng LAN nó có thể kết nối ra internet bằng một cái địa chỉ IP public. Thì với kiểu như vậy, tức nghĩa rằng là các bạn đang nói về cái kỹ thuật của anh NAT. Anh NAT thì nó có thuật ngữ là NAT inside và NAT outside. NAT inside á, thì nó cho phép các bạn là thay thế địa chỉ IP nguồn của cái gói tin khởi tạo. NAT outside á, nó cho phép các bạn là thay thế địa chỉ IP đích đến của gói tin khởi tạo. Thì ở cấp độ mà các bạn là người dựng lên cái hạ tầng mạng á, thì cái mà các bạn dùng nhiều nhất á, nó chính là cái anh NAT inside ha. Rồi, anh này anh NAT, anh SQL á, thì khi mà anh nói về cái việc là làm sao để cho nhiều cái máy tính trong môi trường mạng LAN nó kết nối bằng một cái IP public đó, thì cụ thể của nó đó thì nó sẽ sử dụng cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật bus 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 tức là viết tắt của chữ Port Address Translation. Trong cái bảng dưới đây nè, các bạn thấy là đưa ra cái ánh xạ giữa cái địa chỉ nội bộ và địa chỉ public, địa chỉ nội bộ và địa chỉ public, và nó được phân định cái phiên kết nối của máy nội bộ, cái phiên kết nối của ứng dụng này trong máy nội bộ với một phiên kết nối khác bằng cái thứ giống như là cái bọt, nó ghi là hai chấm gì đó, 2.2031, 2.2031, nó giống như là cái bọt kết nối của mình ha. Ví dụ như là 16 1612 1612 là cái IP nội bộ ha, thì nó sẽ kết nối ra internet bằng nó kết nối ra bằng cách nó phân định cái bọt, cái phiên của nó đánh dấu là số 2031. Ở dưới là bạn thấy 1616 thì nó phân định nó bằng là 171 69 68 10 đó, dùng kiểu khác, một số khác để phân định cái phiên. Rồi bạn nhìn cái chu trình này đánh dấu số 1 2 3 4 5 6 à, để ý nha. Nhìn từ bên trái đi qua có một cái luồng dữ liệu kết nối từ cái máy có địa chỉ nội bộ là 111, nó kết nối đến cái IP đích đến là 9673. Với cái IP đích đến là 9673 này á, thì cái gói tin này sẽ được từ cái máy 111 này rao tin đi đến cái con router gần nhất. Tại con router này á, đối với anh thiết bị SQL thì các bạn nhớ là cái cách nó làm á, nó sẽ là gì? NAT trước ha, và rao tin sau. NAT trước tức là gì? Nó thay thế cái địa chỉ IP 11 thành 22, sau đó nó dựa trên cái IP đích đến là 22 đó ha, thì nó sẽ dựa trên IP đích đến là 22 đó ha, thì nó sẽ routing đi đến cái máy để cho IP đến là 9673 chứ, nó sẽ routing đến cái máy 9673 ha. Thì lúc này ở bên trong cái mạng nội bộ này, cái IP nguồn là 11 nè, nhưng khi nó kết nối ra khỏi router này, bạn thấy cái SA là address thay lại là 22, cái gói tin này được routing đi đến 9673. Tại gói tin 9673 này nó nhận được, nó phản hồi về, lúc nó phản hồi về thì destination address nó sẽ là 11,
destination address đó, nó sẽ là 222 và cái sort là 9673. Và khi mà có tin phản hồi đi về thấy là sort 222 này á, destination là 222 này nó sẽ được thay thế bằng cái IP 11 á, và nó được tiếp tục nó routing vào bên trong cái hệ thống mạng nội bộ. Nó tóm lại là gì? Ở trong cái hình của trong slide này các bạn nhớ để ý cái việc là gì? Gói tin đi đến router nó sẽ thực hiện cái quá trình NAT trước ha. Sau đó nó thực hiện cái quá trình routing. Quá trình NAT tức nghĩa là nó sẽ thay thế địa chỉ IP nguồn của gói tin, thay thế IP nguồn của gói tin khởi tạo thành một số IP khác. Sau đó nó dựa trên cái IP đích đến ban đầu của nó routing, nó đẩy đi trên hệ thống ha. Rồi các bạn xem coi đây, đây là một slide nó quan trọng về cái lý thuyết của anh NAT ha. Các bạn nhìn thử coi, không biết các bạn có ai hỏi gì không? Này gói tin 111 đưa tới router tự động router chuyển thành 222 thì có, nó có căn cứ vào cái gì không thầy, hay là mặc định là 222 thì không, nó phải căn cứ dựa trên cái bản NAT table do bạn setting nha. Gói tin là gì? Nguồn là 111, IP đích đến là 9673, đúng không? Máy này nè, máy mình trái cho đồ nè. Dạ. Mình đến 9673 thì nguồn nó là 111, đích đến là 9673. Cái gói tin nó đi đến con router. Con router đó nó sẽ xử lý hai tiến trình NAT và tiến trình routing. Thì đối với ansible nó sẽ xử lý cái tiến trình NAT trước, sau đó nó chuyển qua nó xử lý cái tiến trình routing. Đối với tiến trình NAT này á, theo cái bảng mà trên slide nó ghi á, nghĩa là nó đang thay thế cái IP 11 thành cái IP là 222. Rồi, cái dựng chút hiểu không? Yeah. Sau khi mà thay thế IP 222 xong á, thì nghĩa là cái gói tin mới á, là gì? Số address nó là 222 nè, tính đến 9673. Rồi cái gói tin này sẽ được con router đó routing dựa trên cái IP đích đến là 9673 đó, đi đến cái PC, đồng ý không? Yeah. Rồi cái PC nó nhận được, nó phản hồi về thì nó sẽ đảo IP nguồn và IP đích đến. Thì lúc này là cái IP nguồn á nó sẽ là 9673 và IP đích đến là 222. Nó đi đến router, đúng không? Yeah. Đi đến router này thấy 222 á thì nó sẽ thay thế thành là 11. Đó, lúc đó nó phản hồi về cho các bạn vô cái máy 11. Đó, nó cách chạy nó như vậy. Nắm được đó bạn? Dạ em nắm rồi thầy. Thầy NAT là thay thế địa chỉ. Này giống tương giống mấy NAT mấy cái service ra ngoài đúng không thầy? Thì nó đó. Gì đâu, dạ. Tương là một cái gì. Dạ. Rồi. Thì trong cái quá trình mà mình cấu hình NAT ở trên ansible ha, thì đầu tiên là các bạn sẽ phải xác định vùng inside, vùng outside. Vùng inside là cái vùng các bạn nói vào trong mạng nội bộ. Vùng outside là cái vùng bạn đẩy ra ngoài internet. Thì anh Cisco anh sẽ phân cho các mình thành ba cái kỹ thuật NAT từ dễ đến khó ha. Cái cơ bản nhất là static NAT. Static NAT là ánh xạ giữa một IP public và một IP private, nó sẽ ánh xạ trên 65.535 baud. Nó giống như là tính năng DMZ hot. Nếu như các bạn dùng trên mấy con router Rotec, giống như kiểu là NAT 11. Ví dụ như các bạn làm chuyện này ở trên anh bếp sen thầy quên ha. Rồi đây là cái ví dụ ha. Ví dụ mà nhìn lắm cái cổng mà nó vào vùng miền nội bộ thì các bạn sẽ ghi là IP NAT inside. Cái cổng mà nó ra internet sẽ là IP NAT outside ha. Câu lệnh các bạn chuyển đổi sẽ là IP NAT inside sort static 111 112. Rồi các bạn đổi thành cái IP là 192.168.1.2. Đó. Rồi. Các bạn nhìn vô trong cái slide này thấy có gì lạ không?
cái gì là lạ không? Cái IP 192.168.1.2 nó có trong sơ đồ. Có rồi. Đâu? Nhìn hơi nhìn tới kỹ là nó có đâu. Nhìn tới kỹ không? Nó nằm sau cái router. Không. Nhìn lên phần phía trên chỗ PC, chỗ router E0S không có. Cái tổng của cái con router này nó có 192.168.1.2 không? Dạ không thầy, nó 1.1 mà. Ủa nhưng mà sao trong slide của hãng nó ghi là nát thành 192.168.1.2, lẽ nào nó ghi sai? Được không? Rồi. À, nó nát thành cái IP 1.2 này trong cái ngữ cảnh này nó vẫn chạy được. Nha. Nó vẫn chạy được nha. Bởi vì nó sẽ liên quan, khi mà các bạn làm cái bài về NAT nó sẽ liên quan cực kỳ mật thiết với cái anh routing nhé. Cái đường mạng của cái anh này là nhiêu? 192.168.1.0/24. Nghĩa là các bạn có thể để nó vào trong đây. Nghĩa là các bạn có thể để nó vào trong đây là các bạn có thể để nó vào trong đây là bất kỳ cái IP nào thuộc cái đường mạng là 1.0 này, cái nào cũng được hết. Đó, hồi làm lab sẽ thử cho bạn xem chuyện này để bạn hiểu không? Nâng cấp lên của anh static NAT á, nó chính là cái anh dynamic NAT. Dynamic NAT chẳng qua là gì? Nó rút giữa một cái dùng isolate, nó rút một cái dãy IP nội bộ và nó ánh xạ với một cái NAT pool của một cái dãy IP public. Rút dãy IP nội bộ với một dãy IP public của nó. Nó cũng là anh static NAT thôi. Đó, nhưng mà thay vì là bạn khai solo 11 IP thì các bạn khai nó dựa trên một group IP. Thì anh static NAT và anh dynamic NAT chỗ này á, nó đều dựa trên cánh xạ là giữa IP với IP với nhau. Cho nên là cái liên hệ kết nối của những cái này á, đều là dựa trên là 65.535 bot. Rồi, cái cách này nó làm là gì? Định nghĩa vùng inside, định nghĩa vùng outside. Sau đó các bạn dùng isolate, các bạn định nghĩa ra một cái đường mạng nội bộ, một cái dãy IP trong nội bộ. Cụ thể trong cái slide này á, nó ghi là isolate 1 permit 192.168.1.0 00255, đúng không? Tức là 254 IP. Ở phía trên cùng á, các bạn thấy người ta ghi là IP NAT pool net 208 ha. IP NAT pool net 208 thì lúc này cái số này á, là một dãy IP nó không có quá rộng. Thì lúc này các bạn sẽ thử là lúc này thì các bạn sẽ thấy là hai cái dãy IP này nó đang khập khiễng với nhau. Một anh trong nội bộ là 254, một anh ở phía ngoài độ mười mấy IP, đúng không? Nên là như vậy là gì? Nếu như dùng một kỹ thuật dynamic NAT giống như kiểu này á, cùng một lúc các bạn chỉ có được là 16 cái IP tương ứng với cái NAT pool trên đó, nó có thể kết nối vào thôi. Hai là tiền đề đó. Sau đó thì người ta nâng cấp lên một chút, người ta sẽ nói ở IP public tôi phải mua, mà nó không gian địa chỉ IP v4 còn đang ít hết rồi đấy chứ. Thì vậy làm sao để mình tận dụng cái việc này đây? Thì lúc này là nó sẽ làm cái việc, nó sẽ làm cái việc là gì? Làm sao để mà nhiều cái máy tính bên trong mạng nội bộ nó có thể kết nối ra internet bằng một cái IP public. Làm sao cho nhiều máy tính bên trong mạng nội bộ kết nối ra một cái đường mạng nào đó bằng cụ thể một IP mà thôi. Thì tức là như vậy, với nhu cầu như vậy thì các bạn sẽ sử dụng cái kỹ thuật các bạn sẽ sử dụng cái kỹ thuật là batch. Sử dụng kỹ thuật là batch.
Bus chẳng qua là gì, trong cái bảng nó thiết kế nó sẽ gán thêm một con số giống như là cái bọt để mà nó phân định cái phiên kết nối này là của cái máy nội bộ tương ứng với cái IP này, cái phiên kết nối này là của máy nội bộ số 2 tương ứng với cái IP này. Và tại sao mình nói là giống như bọt? Bởi vì nó có những cái giao thức nó chạy nó không có bọt. Ví dụ như bình thường thì một số dòng thì nó sẽ lấy luôn cái giá trị bọt nguồn của cái gói tinh khởi tạo nó quăng vào. Nhưng một số giao thức không có bọt thì để mà nó giữ được kết nối, phân định được cái phiên kết nối thì thiết bị mạng sẽ tự động gán một con số chỗ dấu 2 chấm phía sau, ví dụ 2.1723 phía sau, dùng để phân định cái phiên này là của anh này, cái phiên kia là của anh kia. Rồi thì trong cái quá trình mà các bạn cấu hình bus á, thì nó sẽ giống như là cái cấu hình dynamic NAT thôi. Nhưng các bạn chỉ cần nhớ là khi mà các bạn làm cái hành động thêm cái từ khóa overload vào thì nghĩa là các bạn đang cho nó kết nối bằng bus. Rồi đó là vài cái ý chính ha. Đó, ví dụ cấu hình đó. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái phần thực hành. Không biết là trước khi thực hành thì các bạn có ai hỏi gì không ạ? Dạ thầy, thầy cho em hỏi trường hợp RAT á, mình cái bọt đó mình plan hay là nó theo cái quy luật nào không thầy? Cái bọt của nó là mặc định được tự động ghép mà. Ví dụ như bạn chạy TCP và UDP. Dạ. Thì nó có bọt nguồn. Nó có bọt nguồn của cái gói tinh khởi tạo. Mày hiểu không? Thì dạ, nó sẽ lấy cái bọt nguồn nó ghép vào. Nhưng mà ví dụ như bạn nói tôi không xài TCP và UDP, tôi binh thôi. Tôi binh thì tôi dùng ICMP. ICMP thì không có bọt. Đúng không? Đó, thì lúc đó là cái con router, con firewall nó tự động nó gán vô con số để nó phân định cái phiên này của anh này hoặc là cái phiên kia là của anh kia. Đó, bạn hiểu mình nói không? Dạ. Đó, nó vậy thôi. Rồi, không biết các bạn khác có bạn nào nói thêm gì không ạ? Các bạn khác hả? Đâu rồi? ACL không được ở đâu ta? Rồi, mình sẽ dùng cái sơ đồ graph này nó đơn giản. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng cái sơ đồ là nó có hai router nhé. Anh router 2 thì ảnh sẽ đóng cái vai trò là giống như là anh ASP router. Rồi. Anh router 1 á thì anh sẽ đóng cái vai trò là giống như cái mạng router của cái hệ thống mạng của công ty của các bạn. Rồi, mình kiểm coi là chỗ này nó còn IP không.
Ok, nó còn IP. R1 còn IP, R2 còn IP không. Rồi. So IP. Rồi, ok. Nguyên sơ đồ này nó còn IP và nó routing bằng OSPF ha. Rồi bây giờ mình thử nốt lại các bạn ha. Trên con ra tầng 1 này á thì các bạn thấy là nó có cái IP 11 đúng không? Bây giờ nếu như mình sẽ hạ cái đường mạng này xuống nè là suyệt 29 29 rồi. Sẽ là 255 255 255 258. Giả định như là cái đường mạng này á mô tả luôn đây là gì? Public IP address. Rồi đây ra tờ 2 à, chỗ này nó có cái đường nội bộ. Theo các bạn thì đứng ở vị trí của router 2 đóng cái vai trò là ASP router. Thì anh ASP router ảnh có cái nhu cầu nào, ảnh có cái nhu cầu nào gọi là cần thiết để thấy cái đường mạng nội bộ của cái R1 không? Ảnh có nhu cầu cần thiết để mà ổng thấy cái đường mạng nội bộ của hệ thống mạng nhà của bạn không? Một nhà mạng có được phép thấy mạng nội bộ của công ty của bạn không? Em nghĩ là không rồi. Thấy không? Em nghĩ là không. Không. Chắc chắn là không mà. Ví dụ như các bạn cho bạn có mong muốn là cho phép bất kỳ người dùng nào ngoài internet đều có thể gửi dữ liệu đến server của bạn, nó không có nhu cầu đó đúng không? Đó. Như vậy nếu như các bạn thực hành với bài NAT này nè thì các bạn nhớ đầu tiên là gì? Routing sơ đồ này và không cho phép router 2 đóng cái vai trò là ASP router thấy cái đường mạng 192 168.100.0/24 ra tầng 1. Các bạn nhớ nha. Cái bài NAT đó các bạn thử là các bạn không được phép routing cho R2 thấy được cái đường mạng nội bộ của cái tổ chức ra tầng 1. Giả định như đường mạng nội bộ của tổ chức ra tầng 1 đang là 192.168.100. Như vậy bây giờ nếu như nguyên sơ đồ này mình định tuyến nó bằng OSPF rồi nó giống như vậy ha. Rồi nó là 1 ở vị trí của bạn router 2 ha.
Rồi. À, chỗ này nó sẽ là rồi các bạn nhìn thử rồi cái phần của mình như vậy có vấn đề gì không, chỗ nào không rõ không? Nhớ ở chỗ này mình đang không có routing cho đường 1 ấy nha. Rồi nhưng mà chỗ này mình cứ vô đây là mình sẽ xóa điểm tuyến nè. No IP routing. Rồi mình IP routing lại. Bây giờ là mình xóa sạch cái điểm tuyến luôn. Rồi mình sẽ để lại nguyên của mình đi vào R1 và R2 đó. R1 xong R2 thôi. Rồi. Chờ nó chút. IP OSPF mình đó. Sau khi mà nó chạy xong thì thằng đứng ở vị trí là ASP router ha, thì nó sẽ thấy được đường mạng 1.1.1.29. Rồi từ cái vị trí này á thì các bạn sẽ bắt đầu đi vô, mình sẽ cấu hình NAT ha, cho sơ đồ. Thì dựa trên cái sơ đồ này á thì các bạn sẽ thấy là cái vùng cái interface giga 1.1 này, 1.0 này à, là vùng nội bộ đúng không? Cái vùng nói xuống mạng nội bộ, nói xuống PC là mạng nội bộ. Chỗ này sẽ là IP NAT inside. Cái chỗ cái interface giga 0.0 này, nó này sẽ IP NAT outside. Rồi sau đó bạn dùng câu lệnh chuyển đổi IP NAT inside source static, đúng không? Các bạn sẽ đổi cái IP nội bộ, đổi thành cái này. Đó, rồi. Tức là cái IP trong mạng nội bộ là 192.168.100.1 thì các bạn đổi thành là 11 ha. Thì nếu như các bạn mình để cái này vào á thì anh 1.2 á ảnh có kết nối được internet không? 192.168.1.2 có kết nối được internet không? À. Rồi, thử nha. Bây giờ ở vị trí của cái bảng PC đó. Rồi mình sẽ để sẵn vậy đi, chuyển qua chạy với user root đó. Rồi mình cho nó vào cái IP để sẵn như vậy.
192.168.1.1 sượt 24 up 100.1 nha. 100.1. Rồi. Đó thì gắn thì default gateway ha. Route at default gateway. Rồi, này 100.254. Rồi, mình để nguyên cái đoạn này vào. Kiểm lại là bên R1 gõ chưa? Rồi R1 mình chưa gõ cái phần NAT đúng không? Trước khi chưa gõ phần NAT nè, mình vào cái BC nè, BC1 nha. Ở đây bình thử 222. Rồi thì các bạn thấy là nó không bình được đúng không? Bởi vì nó thấy nó có tin này đi đến thì thôi, nó không biết đường trả về. Bây giờ nó muốn nó kết nối được nè, mình sẽ để cụm này vào ở trong anh R1 này. Rồi sau đó thì bình lại cái nữa nha, bình lại cái nữa đó thì các bạn sẽ thấy là nó bình được nè. Rồi sau khi nó bình xong ở đó tầng 1 dùng lệnh là debug show IP NAT translation. Các bạn sẽ thấy là cái traffic từ inside local là 192.168.1.1 đổi thành inside global là 1.1.1.1 và nó đẩy đi đến anh 22 đúng không? Thì cái này là cái kiểu mà các bạn đang dùng là static NAT. Nhưng nếu như bây giờ chỗ này mà nói tôi muốn có thêm một cái IP nữa thì các bạn để vô đây là 1.2 đúng không? 1.2 đó, để thêm dòng NAT này vào bên R1 ha. Rồi tại vị trí của BC đây biết các bạn thử, các bạn để vào đây là đổ này lại là 1.2 đó, là bạn đang đó có cái BC với đây bạn thử. Rồi BC, rồi ở bên R1 này các bạn có thể dùng lệnh debug IPNAT để các bạn xem cái traffic nó chạy lên chạy xuống ha. Rồi BC1 này binh 100.22 rồi dừng nữa đúng không? Thì các bạn thấy dưới đây là 100.2 thì đổi thành là 22 đó. Đó. Nên nó đang mắc bên giữa cái IP này và IP kia đúng không? Rồi bây giờ nếu như tôi để thành là IP NAT inside sort static 192.168.100.100 đổi thành 1.1.1.100 thì theo các bạn nó chạy không? Đổi là dòng này theo các bạn chạy không? Nếu tôi đổi thành IP này, đổi thành 100 dưới đây nè, thì theo các bạn nó chạy không? Rồi, bình thử ha. Để các bạn thấy là nó sẽ như thế nào. Đó, bạn thấy như thế nào, bình được. Bạn có thấy là nó bình được không ạ? Không được à. Bình không được, chuyện gì xảy ra? Bình không được nhưng nó có nát được không? Thấy nó nát được rồi, ra 1.1.1.100 đúng không? 100.100 đổi thành 1.1.1.100 đúng không? Tại sao bình được?
như cái chỗ 111.29 thầy sẽ 29 không không tới cái 100 hay sao thầy? Đúng rồi bạn. Bởi vì chỗ đó mình chỉ routing đúng cái đường mạng 1.1.0/29. Tức nghĩa là bạn chỉ có được 1 2 3 4 5 6 7 AP thôi. Tự nhiên đâu để ra ông .1.1.100 đâu thủ khung nó đâu. Đấy, đúng không? Mày hiểu không? Đường mạng này nè. Chỗ này á, là các bạn chỉ có thể dùng được là từ 1 đến 7 nhá. Thử nha. Rồi. Cái dòng này nó hơi tào lao đúng không? Rồi tôi mô rồi mình đi. Tôi đỏ này lại là 1.1.7 ở dạng nha. Rồi. À, chỗ này là 1.7. Giờ mình thử lại nè. Đó, à, cái bình được. Bởi vì cái IP đó nó thuộc cái range đó. Rồi ha, nó làm cho bạn một số vài cái ví dụ về anh sắp tích nát ha. Rồi, tiếp tục về mấy cái dòng này mình sẽ ok, chia tay đi. Mình chuyển qua mình dùng cái anh Dynamic NAT ha. Cái bạn Dynamic NAT thì chẳng qua nó chỉ là, nó cũng chỉ là anh sắp tích nát thôi ha. Đó, nó cũng chỉ là sắp tới thôi đó, nhưng mà nó sẽ sử dụng cái ACL và NAT bool để định vị IP đúng không? Thì để mà các bạn cần phi anh Dynamic NAT, rồi bạn tạo ACL 1, rồi ví dụ như các bạn cho phép 100.1, ví dụ như các bạn dùng đây là 1, 2, 3, 4 ha. 4 IP ha. Slip 1 bạn cho là 4 IP. Sau đó thì dùng đến IP NAT bool NAT 1 đúng không? Bạn cho nó chạy từ 1 đến 1.1.3 ha. Bạn thấy là 1, 2, 3, 3 IP đúng không? Rồi NAT smart 255, 255, 255, 248. Rồi các bạn dùng cái câu lệnh, các bạn chuyển đổi trình NAT của nó. IP NAT inside short list 1 đổi thành bool NAT 1. Rồi giống vậy. Thì anh này thì ấn cũng sẽ ấn xạ dựa trên IP với IP thôi. Nhưng bây giờ làm sao các bạn có được cái dãy IP này, đúng không? Rồi. Dưới PC này mình để là 100.1 đi, coi như là các bạn có là một bài. Nhưng mà anh 100.2.3 thì nó nằm ở đâu đây? Thì trong cái bài hướng dẫn á thì mình có các bạn nói việc là gì? Gán IP phụ, đúng không? Ví dụ như các bạn vào bên trong cái interface Giga 1.0 này đi ha. IP address 100.2.255.255.255.0 secondary. Tức là bạn đang cho cái cổng này một cái IP phụ ha. Đối với ông Cisco á thì một cái interface á, nó có một IP chính primary và nhiều IP phụ. Rồi đó, người con này đi rồi gắn thêm nhiều IP phụ vào, rồi các bạn để thêm cái cụm này vào ông rồi một. Bây giờ nếu như mình đứng ở vị trí của PC nè, bin 88 sorry nhầm, bin 2.2.2 trừ C4 là bin 4 gói ha.
Rồi bạn thấy nó chạy đúng không? Tiếp tục bin 2.2.2 nguồn 100.2, bạn thấy nó vẫn chạy. Cái trên này đổi là 1.1, đổi là 1.2, rồi đổi là 1.3. Riêng 1.4 thì sao đây? Còn phiên không? Đó, 1.4 thì bạn thấy nó bin không có được, bởi vì nó hết cái IP để mà nó nát rồi. Đó. Thì anh Dynamic NAT này thực chất thì anh cũng chỉ là anh Static NAT thôi. Đó. Sau khi các bạn thử xong cái anh Dynamic NAT này á, bây giờ các bạn muốn nâng cấp lên các bạn thử anh Batch. Batch tức là Bulk Address Translation. Nhiều cái IP bên trong mạng nội bộ kết nối internet bằng một cái IP cố định. Đó. Thì ở chỗ này thì các bạn cũng sẽ giữ cái configure này. Đó. Rồi. Bây giờ giả định như là mình sẽ rồi ngô absolute 1 đi. Rồi cho đi bụi luôn. Cái này mình cho nó đi bụi luôn. Rồi. Nó bảo là next mod use clear IP NAT translation sao. Rồi. Rồi, cho nó bị bội luôn. Rồi, chỗ này mình thay lại là gì? Absolute 1 permit mình cho nguyên được mạng luôn, đúng không? 192.168.100.0 0.0.255 nó matching 254 IP. Câu lệnh chuyển đổi IP NAT inside source list 1 đổi thành cái IP của cái cổng lớp bách 0 và thêm cái từ khóa là overload, thì nó sẽ lấy đổi thành cái IP trên cổng, đổi thành cái IP chính trên cổng để nó chạy. Rồi, như vậy đến đây có nghĩa là tất cả những cái IP chỗ này nè nó sẽ bình, nó kết nối được bình 4 cái nè. Đó, nó chạy chưa. Rồi, ví dụ chỗ này là bin 22 nè, nguồn nó là 100.2 nè, 100.3 nè, 100.4 nè. Đó, bạn thấy bin rầm rầm hết. Kể cả bạn đổi thành IP.254 nè thì nó cũng chạy thôi. Đó. Thì đó là cái kiểu mà các bạn cấu hình anh Bash đó. Nhớ là overload. Chỗ này nếu như các bạn không dùng cái đổi thành cái IP của cổng á, thì các bạn có thể đổi thành cái IP của interface netbool này. Các bạn tạo ra một cái bool có một IP. Như vậy đối với cái bài bash này các bạn thấy có hai cái kiểu các bạn tạo bool. Nếu như các bạn đổi thành cái cổng á, thì các bạn dùng trong ngữ cảnh là các bạn không biết trước được cái IP public của nó. Ví dụ như các bạn đang thuê một đường mạng chạy FTTH, các bạn quay BOE, làm gì các bạn biết được IP của nhà mạng cho bạn là như thế nào, thì là các bạn sẽ không định cái bool. Nhưng các bạn biết chắc chắn rằng là cái IP đó nếu như có thì nó sẽ tồn tại, nó nằm trên cái interface dialer. Còn nếu như các bạn thuê một cái dãy đường mạng, các bạn có IP static thì các bạn dùng câu lệnh NAT bool để các bạn chỉ định cái IP mà các bạn NAT. Đó là vài cái ý chính của bài NAT. Rồi, không biết các bạn có ai hỏi mà anh chị em bạn có ai hỏi mà
Dạ, không biết các bạn có ai hỏi thêm không ạ? Em đã thực hành em không biết, em biết em không hỏi thôi. Rồi, ok. Các bạn khác sao ạ? Dạ thầy, thầy cho em hỏi ví dụ như nhà mạng mà mình đăng ký một cái gói NAT đó, nhà mạng người ta cấp cho mình một cái IP public mà 10 bọt giới hạn lại thầy. Đúng. Chứ đâu có giống như mình 10 IP sao 10 bọt? Nó cho một cái IP public à. Rồi. Còn đúng. Lại là nó NAT theo bọt đó thầy. Không hiểu lắm. Bạn có IP public rồi thì bạn muốn nói cái gì cũng vậy. À nó không giống như là tối đa bao nhiêu nha bạn. Nếu mà nó cấp cho mình một cái IP public đó, thì mình nát tối đa bao nhiêu bạn nát được 65.535 bọt mà. À dạ. Thế là nhưng mà mỗi bọt nó phải khác nhau nhé. Nếu như bạn nói về nắp bọt rồi, ok. Mấy các bạn khác ạ à?